Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phan Thiết Phố. Sáng nay thì em đang có mặt tại bãi đá Ông Địa. Ở bên kia thì mặt trời đang bắt đầu mọc lên kìa, ở sau cái hàng cây á. Còn bên này thì mọi người đang đi tắm biển rất là nhiều luôn. Sáng nay thì trời rất là trong xanh và không có tí gió nào luôn, rất là êm đềm. Từ ngày Phan Thiết có cao tốc tới giờ thì mọi người thấy là khách du lịch đổ ra Phan Thiết rất là đông. Mọi người nhìn thấy xe máy nè, ô tô nè, rất là nhiều ở trên đó. Còn ở đây là khách du lịch và khách địa phương đang tắm biển. Sáng nay thì em sẽ cùng với mọi người đi ra biển, xem mọi người đi tắm biển nè, xem biển mùa này có êm hay không, rồi xem ở đây mùa này có những hải sản gì mới không, để giới thiệu cho mọi người. Ở bên này có mấy chiếc cano nè, mấy anh em chuẩn bị nổ để ra cho khách ngoài đây thuê. Ở trên biển thì mọi người sẽ thấy có các cô chú nằm đắp cát nè. Cô chú hay lấy cát đắp lên người rồi nằm thư giãn. Còn ở dưới biển thì rất là đông khách luôn. Biển thì cực kỳ êm vào mùa này. Bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi một vòng coi hải sản trước nha. Không là mấy cô đi ra chợ hết nên đi coi hải sản trước cả. Biển mùa này thì tắm cực kỳ sướng luôn. Quên có con gì mình ăn sống thì con hàu. Bây giờ thì đi ra xem chú ở đây có cá gì không. Thấy chú mới vô nè. Nhiều cá không chú? Cá không có bao nhiêu. Nó còn hai mươi mấy cây. Có ai bén không mua thêm 10 cây nữa được. Mua không? Cá đục. Nước vàng. Nước em. Nhiều vàng, nhiều mấy. Giờ hỏi không gì vậy? Cái này lớn này mấy con đây? Ba con dữ rồi. Em muốn con hai hả? Bự hai không? Cá này nó bự hai. Ở đây có thêm một chú nữa mới vô nè. Mọi người xem là chú có nhiều cá không nha. Hôm nay không có cá hả cô? Hôm nay thì biển khá là êm nên cũng ít cá. Hôm nay cô lên không có cá gì luôn. Giờ để qua lưới này xem nha. Cái
cái gì? Lưới á. À, lưới rồi. Đâu mà tao biết đó là cái kiểu cái chết gì đó. Ủa lưới máu gì của là lưới cũng lưới máu là lưới cái gì? Lưới thành kiểu sóc không cái gì này đó. Đây cũng chưa thấy cá gì luôn. Chỉ có trên bờ là có mấy cô chú thì có cá này. Bao nhiêu anh? Alo anh, bao nhiêu? 3 lạng 3 vé lấy 30 đi. Anh cái con nhỏ nhiêu rồi? Dạ, con này nữa không? 30. 30 dưới rồi. 30 đi. Hả? Nhỏ không à? Con đưa 25 ngàn. Mấy chục con thôi đi. Đã thiếu 5 ngàn nha. Để nhìn nó cứ đi hôn hướng dẫn nha. Thiếu 5 ngàn. Áo nhiêu chị? Áo lúa 200. Mà hết được rồi, còn 9 cái luôn. Tăng hơn ấy. Cái giá cao luôn. Bao nhiêu mua thêm? Cá bên miệng ép cá nhỏ biết sao bên này có mấy con mực nè. Uống sống luôn á. Mực Việt Nam ở trong kia là mực năm mấy. Có ba con cho con hả? Lấy hai con hả? Hai trăm rưỡi nghe tính như sao cả luôn chị hả? Có con nó đầu rồi. Nói đầu ba con lấy. Nửa nửa ký. Nửa ký 125 ngàn. Nửa ký ở đây có con thiếu đâu. Nó coi đây coi cho đã đây. Ai họ thiếu hỏi là tất tiền nhé. Này thì có rất là nhiều loại. Này có bạch tuộc nè. Cá mú. Đây là yeah. Cá mú này bán sao cô? Cá mú đẹp. Bớt đi. Dạ được, lấy đi, lấy trên con này. Chút xíu nữa em lấy được không? Em đi vòng xíu em lấy nữa. Dạ. Một con tôm tích nó to nè. Ở đây là con cùm cụm. Con cùm cụm nè. Đây có con bạch tuộc. Như con mực. Mực nang. Mực nang nè. Còn đây là con bạch tuộc nữa. Không nhấc nó lên được luôn. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người đi qua đây coi chú gỡ cá nè. Dính nhiều không chú? Cua mà. Cua hả chú? Dính cua này đang gỡ nè. Cua gỡ lâu chú hả? À gỡ nhất lý nhất trời. Dễ rách lưới hả? Rách gỡ bà quý như cắn tàn xét. Mùa này biển êm quá, ít cá hả chú? Cá bên kia à, cá bên đây bỏ con vợ bên kia. Là chú gỡ xong hết rồi hả? À gỡ cả kia, vợ em nó bằng ao đã đó. Có cá dùa rồi bà nó, có mú rồi bà nó. Dạ. Con nè. Bây giờ ở đây là toàn là cua không hả chú? Dạ còn đây cua mà. Cá gỡ hết rồi bỏ nó rồi. Dạ.
Giờ đi qua đây coi cá của vợ chú nè. Cái vô. Cái này gọi là cái gì? Cái hồng lớn hả? Cái hồng lớn hả? Cái này về mình kho hả chị? Kho tim hả? Kho tim hả? Kho tim hả? Cái này như nó có xương gì? Nó có xương gì? Cái này cái gì cô? À, cái ảo, cái này kho đúng không? Cái này chiếu, cái này chiếu nè. Cho con mấy con đi. Cái lớn à, cái nhỏ. Cái lớn này, cái bự cho ngon. Cái bự bả mua bán 200 mấy bả mua hết còn 200. Cái này về nhiêu ký? Đậu cái này đuôi gì tám chục ơi, 500 mấy đó. Đó, hồi nãy bán 200 ngàn ký lận, giờ lấy con 160 tới 160 nữa, bán đi. Lấy cho con hai con này đi. Bán chứ, hồi nãy bán 200 ngàn ký, bán hết rồi láo chi không? Mà nuôi em mới cái này 500 mấy luôn, mà lấy có 150 ngàn ký à. Qua tỷ, 150 à. Cho con cái bịch bỏ hai này vô. Hôm nay thấy cũng ít cá cô hả? À, rồi con cảm ơn. Rồi tiếp tục đi nè, thì xem trên đây có cá gì nữa không. Cái gì đấy? Cá thu. Thu ảo à? Thu ảo. Mấy đồng? 200 ngàn một ký. Chị ba ảo. Bên này có cá to nè, cho mọi người xem. Xe xuống dưới đó là trên rồi. Chim hoa thu là sao thu hả? Bao tiền ký đi. Thu đao hả? Thu. Cái thu đao, thu đeo. Thu áo. Bao tiền ký đi. 200 ngàn ký chú à. Rồi bây giờ mọi người cũng bắt đầu đi lên chợ hết rồi. Mọi người thấy là những cái thúng cuối cùng nó vô rồi nè. Xem cái cô này đi có nhiều cá không nha. Bây giờ thì em sẽ đi dạo một vòng nữa rồi xin kết thúc video này cho mọi người. Bây giờ thì em sẽ đi len lỏi vào trong những cái thuyền thúng này. Đây là những cái thuyền thúng này. Sẵn buổi sáng ra đây rồi thì sáng nay sẽ đi dạo ở trên đây. Rồi em sẽ đi quay chỗ mà mọi người đi check in ở trên kia cho mọi người xem. Cũng lâu rồi em chỉ đi quanh quanh ở đây không đi trên kia. Bây giờ len lỏi vô đây đi lên trên kia cho mọi người xem một tí rồi đi về. Bây giờ thì nắng lên rồi.
mọi người chụp hình chỗ này rất là nhiều nè. Đó, qua lại cho mọi người xem. Trời lên cao rồi nè, mọi người thấy không? Bắt đầu chói rồi đó. Còn trên bãi đá ông Địa thì trên cái bờ kè này có rất nhiều cô chú, anh chị cũng như các bạn trẻ đang chụp hình check in ở đây. Đó, bây giờ thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy được quang cảnh ở phía dưới nữa nè. Đây là phía dưới bãi đá ông Địa nè. Dưới đây cũng có một vài bạn chụp hình ở dưới đây. Bên kia thì có hai anh chị đang chụp hình cưới. Chắc là em sẽ không qua bên đó để ảnh hưởng cái khung hình của người ta. Bây giờ em sẽ đi xuống dưới đây, đi xuống lại bãi đá ông Địa. Ở dưới đây có khách du lịch check in cũng khá là nhiều. Nếu như mọi người muốn trải nghiệm cái cảm giác đi tắm biển, được mua cá của người dân thì mọi người có thể đi ra đây. Đây, còn đây là những cái thuyền thúng. Mấy cô mang cá đi lên trên chợ nè. Cứ tầm khoảng 7 giờ là các cô sẽ mang cá lên chợ, hoặc là những cái người thu mua cá người ta sẽ mua cá luôn. Sáng nay thì em đi ra biển thì em mua được một ít cá thu ảo với lại một ít cá mú. Cá mú thì về nấu canh chua, còn cá thu ảo thì chắc là kho nước dừa, rất là ngon luôn. Đó, đây là buổi sáng ở trên bãi đá ông Địa. Nắng lên thì mọi người sẽ nhìn hình nó sẽ sáng hơn. Còn bên kia thì có mấy anh đang chiều súp nữa kìa. Anh đi ngang qua cho mọi người xem. Đó, có mấy anh thì chiều súp ở đây. Biển mùa này thì chiều súp thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, mọi người thấy ở ngoài xa. Mùa này mọi người chèo súp ở đây nè, rồi chụp hình đăng Facebook thì cực kỳ ngầu. Đó, cho mọi người đi qua cái khu mà có nhiều khách du lịch tắm nha mọi người. Xem lại cái bãi này, cái bãi này là một trong những cái bãi đáng để mọi người đến đây tắm biển sáng, mua hải sản rồi chụp hình check in. Mùa hè thì có rất nhiều bạn trẻ ở đây luôn. Ở trên bờ thì như thường lệ thì cũng có mấy cô bán bánh, bán đậu hũ ở chỗ này. Nhưng mà người muốn mua nước ngọt, mua đậu hũ thì mình mua chỗ này. Còn mua hải sản làm tại chỗ thì các bạn mua ở chỗ này. Có hai cô ở đây. Còn bên này vẫn như thường lệ là cái khu mà dành cho khách du lịch ở trên cái khách sạn trên này. Nhưng mọi người vẫn tắm được nha. Bây giờ thì em xin về đây, nắng lên cao rồi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị ở video tiếp theo nha. Bye bye.